Dù bạn có tâm bốc nó đến đâu cũng không thể đạt được 10 vạn đâu. Tôi thấy bạn để đây cả tuần rồi. Tối đa 5 vạn tôi sẽ lấy. Đây đều là biểu hiện của băng chủ. Kích thước này làm được rất nhiều vòng. Tôi đã tăng cho bạn từ 1 lên 5 vạn rồi. Bạn còn muốn gì nữa hả? Bạn xem chợ này cũng chỉ có mỗi tôi. Hằng ngày đến chỗ các bạn để mua ngọc thô thôi. Bạn nhớ lại thử tôi đã mua bao nhiêu thứ ở chỗ bạn rồi. 5 vạn chưa đủ 4 sao mà bán. Sao lại không? Chỉ là kiếm ít lại. Làm kinh doanh là phải như vậy. Hợp tác lâu dài là nền tảng của kinh doanh. Bạn có tiền xoay vòng hàng mới là nguyên tắc tuyệt đối. Bạn thêm 1 vạn nữa đi, tôi sẽ chốt cho bạn giá 6,6 vạn tệ. Đã nói không thêm được nữa. 5 vạn đã là con số cao nhất của tôi rồi. Ôi trời à, khó cho tôi quá. Được rồi, 5 vạn tệ thì 5 vạn tệ. Vậy đi, cùng làm kinh doanh cả phải chừa cho nhau đường kiếm tiền với chứ. Như vậy mới lâu dài phát triển được. Mũm mĩm, giúp tôi cắt một nhát dao. Hôm nay Vinmilner này là giúp một đại gia họ Vương ở Hải Phòng. Đầu nước ngọc biểu hiện rất tốt. Toàn thân đều tương đối trong suốt. Hình dạng cũng rất vuông. Có xác suất cao làm vòng tay. Một viên Milner cực kỳ cao cấp. Viên thô 5 vạn tệ có thể tăng bao nhiêu sau khi cắt ra? Chúng ta sẽ xem một đao. Nào, khai máy. Tăng mạnh phát tài. Thời gian cắt lần này lâu hơn tôi dự đoán, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Chúng ta cùng nhau xem là cuộc sống nở hoa hay là cuộc đời bế tắc. Tâm trạng cực kỳ phấn khích. Mở ra xem nào. Giờ thấy mụ nội luôn rồi, sao nó lại như thế kia? Nhìn sơ qua là thấy không thơm rồi. Nước ăn vào sâu quá, mất vòng tay rồi, trùng ngọc cũng khá kém. Đầu nước không có vấn đề gì. Nhưng xuất hiện loại bông tạp này rất ảnh hưởng đến độ đẹp. Mảnh vật liệu này thực ra là cũng dùng được, nhưng chất lượng khá kém. Ngoài ra không gian sản xuất hàng hóa bị hạn chế, chỉ có thể là một số tác phẩm lớn như những bức tượng điều khắc trang trí hay là thứ gì đó tương tự. Vòng tay và mặt dây chuyền thì lại không. Cho nên là 5 bạn tệ này đã lỗ nặng rồi. Không sao, ngày mai chúng ta tiếp tục cắt. Thao xuống rửa sạch đi béo.